nám da là tình trạng mà nhiều chị em phụ nữ đang gặp phải, gây ảnh hưởng không nhỏ đến tâm lý và sự tự tin của nữ giới. Bên cạnh các cách trị nám bằng viên uống, bắn laser thì kem trị nám chính là giải pháp vừa đơn giản vừa hiệu quả, như mong đợi lại giúp bạn tiết kiệm thời gian và chi phí. Chính vì thế mà, kem trị nám Mela M ra mắt sản phẩm mới được khá nhiều chị em quan tâm tới trong thời gian đầu. Đây được xem là vị cứu tinh của các chị em đang có làn da bị nám và thâm sạm mà không tìm được chân ái của mình. Liệu sản phẩm kem trị nám Mela M mẫu mới này có tốt như lời đồn? Hãy cùng shop review về dòng sản phẩm đang nổi đỉnh đám này nhé. Bên mình là shop bán hàng, nên có được cực kỳ nhiều thông tin phản hồi từ khách hàng, nên bên mình sẽ biết và tư vấn chính xác là bạn nên dùng sản phẩm nào sẽ phù hợp với da của bạn hơn, để bạn không tốn tiền mua thử hết sản phẩm này sang sản phẩm khác. Bên dưới mô tả video này có số điện thoại Zalo của shop, bạn nào cần tư vấn thì liên hệ nhé. Và dưới phần mô tả, shop mình cũng có để link video phân biệt. Kem trị nám Mela M là một sản phẩm được nhiều người tin tưởng mua dùng để giúp trị nám nhanh và hiệu quả. Sản phẩm này được thiết kế phù hợp với nhiều loại người và nhiều loại da, giúp bạn tự tin và lấy lại sắc đẹp nhanh chóng. Với công thức đặc biệt, kem trị nám Mela M chứa các thành phần tự nhiên như axit glycolic, axit salicylic và vitamin C giúp làm sáng da, loại bỏ các vết nám và tàn nhang, đồng thời cung cấp độ ẩm cần thiết cho da. Đặc biệt, sản phẩm này không gây kích ứng da và không chứa các hóa chất độc hại. Việc sử dụng kem trị nám Mela M rất đơn giản, bạn chỉ cần thoa đều sản phẩm lên vùng da bị nám hoặc tàn nhang hàng ngày, sử dụng đều đặn trong thời gian dài để đạt hiệu quả tốt nhất. Với kem trị nám Mela M, bạn có thể tự tin và lấy lại sắc đẹp tự nhiên của mình một cách nhanh chóng và dễ dàng. Bạn có thể tìm thấy thông tin kem trị nám Mela M trên khắp các diễn đàn. Người mua nhiều và ai cũng khen sản phẩm này nhiều lắm. Khách hàng bên shop mình thì mua lại thường xuyên, rồi còn giới thiệu cho nhiều người quen xài nữa, nên có thể khẳng định là kem trị nám Mela M là rất tốt nhé. Kem trị nám Mela M mở hiệu quả tốt, nên bị làm giả nhiều. Bạn nên mua hàng ở những shop uy tín, bằng cách xem shop đó có nhiều khách mua hàng không, shop đó có được khách hàng đánh giá và nói tốt về sản phẩm hay không. Đặc biệt là bạn nên tìm mua ở những shop bán hàng có tâm, họ tư vấn kỹ cho bạn, xem bạn có dùng được không, chứ không phải bán vì tiền thì sẽ yên tâm hơn. Bên shop mình cũng có bán kem trị nám Mela M hàng chính hãng, shop mình cho bạn kiểm tra hàng trước khi nhận để đảm bảo bạn không bao giờ bị lừa mua phải hàng giả. Bạn có thể nhắn vào Zalo số 0376102822 bên dưới để được nhân viên tư vấn kỹ cho bạn nhé